Rồi chào các bạn, video này chia sẻ các bạn cái mạch xi nhan nâng cao trên xe gắn máy. Thì mạch nâng cao thì nó cũng gần giống như cái mạch cơ bản trên xe gắn máy, nhưng có điều nó có thêm hai con gờ le để điều khiển, hay là dùng gờ le để điều khiển tín hiệu xi nhan trái phải. Ở đây mình sẽ giới thiệu về cái mạch xi nhan trên xe gắn máy. Đây là cặp xi nhan trước sau, còn bên đây cặp xi nhan trước sau bên tay trái. Xi nhan thì có hai dây, một dây đỏ một dây đen. Đen là mát, đỏ là dương. Thì dây đen xi nhan trước, dây đen xi nhan sau nói chung với một con dây đi vào cực âm mình đã quy. Thì tương tự với cặp xi nhan bên tay trái, dây đen xi nhan trước, dây đen xi nhan sau nói chung với một cọng dây đi vào cực âm bình ắc quy hoặc là mát sược. Dây dương của xi nhan trước, dây dương của xi nhan sau bên tay phải nói chung với một dây. Tương tự dây dương bên xi nhan bên trái và dây dương xi nhan bên trái trước sau nói chung với một cọng dây. Rồi. Một bình ắc quy, một công tắc thì tương ứng với công tắc bật mở xi nhan trên xe gắn máy, một cục chớp, hai chân điện tử, hai con gờ le xông gồ năm chân. Thì đây là một cục chớp. Thì trên cục chớp này có hai chân, một chân L và một chân B. Chân B là nối với điện sao khóa, ở đây mình sẽ là điện dương và đắc quy. Còn chân L là chân ra, là chân chớp. Đó. Đây là gờ le xông gồ 12V 5 chân. Thì ở video trước mình có hướng dẫn các bạn cách xài gờ le này rồi. Thì ở đây nếu mà ta cầm như vậy thì đây là chân 85, chân 86, chân 30, chân 87. Ở đây mình sẽ ghép hai con gờ le này lại với nhau. Nếu mà ta đi từ cặp re 5 chân xông gồ 12V thì chân 85 re 1 và chân 85 re 2 chúng ta gộp chung với nhau đi vào mát hoặc là cực âm và đắc quy. Chân 86 re 1, chân 86 re 2 chúng ta đi vào công tắc xi nhan trái phải, xi nhan trái xi nhan phải ha. Còn nếu mà các bạn trên xe gắn máy mà nó có dắt xi nhan á thì bạn rút dắt ra, thì cái dắt mà có cái code thường là code đực, bạn nối vào code đực xi nhan trái, nối vào code đực xi nhan phải ha, tương ứng với chân 86 và lên 1, chân 86 và lên 2. Đó. Rồi tiếp theo là cái chân 30, chân 30 RL1 và chân 30 RL2 thì chúng ta sẽ nói chung với nhau đi vào cái chân L của cục chóp. Tiếp theo là chân 87 RL1 và chân 87 RL2 là chân đi ra, thì chúng ta sẽ nói vào hai sợi dây dương chung của xi nhan trái và xi nhan phải. Thì tương ứng bên xe nó tức là cái code
cốt cái, cốt cái trên trái, cốt cái trên phải. Bây giờ chỉ cần ta gạch xi nhan trái, gạch xi nhan phải là chúng ta sẽ mở xi nhan bình thường, xi nhan bên phải đè giữa là tắt, gạch ra bên trái ta có xi nhan bên trái. Đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc mà đấu hai người le vào để điều khiển tín hiệu xi nhan trái phải để giữa tắt bình thường. Đấy. Thì ở đây mình sẽ nói lại cặp xi nhan song gồ 5 chân bằng ghép với nhau dùng silicon đó, chúng ta hàn lại thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 giây, 2 giây 85, 2 giây 86, 2 giây 30 và 2 giây 87. Thì 2 giây 30, xin lỗi, 2 giây 85 chúng ta nói chung với nhau đi vào mát sườn hoặc là cơ âm mình đã quy. Còn 2 giây 86, 1 giây 86 gọi là 1, 1 giây 86 gọi là 2, thì chúng ta sẽ nói nó vào hai chân. 86 gọi là 1 thì vô xi nhan trái, 86 gọi là 2 vô xi nhan phải. Chúng ta nói vào cái chân cũng được, cái chân công tắc, hoặc là chúng ta đi từ cái dắt, ta rút dắt ra thì ở cái dắt mà có cái đầu cốt là cốt cốt đực đó, thì chúng ta xác định được xi nhan trái hay xi nhan phải. Trên xe Yamaha thì nó là màu nâu đậm, xanh lá đậm. 86 gọi là 1 vô nâu đậm, 86 gọi là 2 vô xanh lá đậm. Chân 2, cái chân 87 gọi là 1 rồi là 2, thì chúng ta sẽ đi ra trên trái trên phải nhưng nó là cốt cái, bạn rút dắt ra nó đậm cho nó đậm. Thì một chân của 87 gọi là 1 vô cái đầu cốt cái của trên trái, một dây còn lại 87 gọi là 2 nói vào đầu cốt cái của xi nhan phải xanh lá đậm. Còn lại một cặp dây 30 chúng ta nói chung với nhau đi vào chân L cùng chớp. Nếu mà xe mà chúng ta có chớp này, có công tắc mà nó gần nhau thì chúng ta xài cặp rơ le này rất đơn giản, ta để nó gần ta đóng nối. Còn một số xe thì công tắc phía trước mà rơ le xin lỗi cục chớp phía sau thì chúng ta sẽ rất khó để chúng ta làm mạch xi nhan như thế này. Ví dụ trên FZ công tắc thì ở cùng, cục chớp thì phía sau yên này, rất khó để làm. Nếu có cách là kéo dây điện mà nếu làm nó hơi phức tạp một chút, do đầu đèn của FZ thì nó hơi trật trội, nhét nhiều quá thì nó khó. Chúng ta test lại. Ok, rồi chúc bạn thành công.